Xin được chuyển sang câu hỏi của Phật tử khác. Con xin phép hỏi thầy các câu hỏi sau ạ. Từ khi con biết đến chùa Khai Nguyên, được nghe các bài giảng của thầy, con như kẻ mê thấy đường đi. Con biết được về sáu nẻo luân hồi và con rất sợ khi mãn báo thân này mình phải quay lại sáu nẻo luân hồi. Con nguyện tinh tấn tu học nhất có thể để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, và con cũng đã đăng ký nhập tháp báo ân tại chùa Khai Nguyên. Thầy đã giảng cho chúng con khi mãn báo thân này, nếu chưa được vãng sinh còn ở cõi cô hồn thì sẽ được tu học tại chùa để đủ duyên thì đi vãng sinh. Con có thắc mắc xin hỏi thầy, giả dụ khi mãn báo thân này người mất có công đức được đi về cõi người, tuy nhiên cõi người thì đầy rẫy khổ đau, hết kiếp người khi mình không biết tu học Phật pháp thì lại khổ đau, khi đó còn vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy nếu người mất không muốn về cõi người mà muốn được nhập tháp báo ân để được tiếp tục học thì có được không ạ? Và khi đó thì phải làm gì ạ? Kính xin thầy hoan hỷ trả lời cho con ạ. Nếu mà mình chỉ đủ phúc về cõi người thì cứ hay đi về cõi người. Các vị biết bây giờ thầy cũng đang cõi người mà, và vị cũng đang cõi người mà, rồi rất rất nhiều những người đang cõi người đều có thể tu hành đoạn ác tu thiện được mà. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thành Phật ở cõi người. Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát hiện tại cũng đang ở cõi người để phổ độ chúng sinh mà. Được làm người là quý lắm rồi. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói một, giống như một hôm đang thuyết pháp Đức Phật gì, lấy cái tay ngài bốc một nắm đất lên và ngài hỏi A Nan, này A Nan, ông có thấy cái gì trong tay của Như Lai không? A Nan và bạch Đức Thế Tôn là gì? Là đất ạ. Đức Phật nói, này A Nan, ông có nghĩ rằng con người ta mất đi được thân người lại trở lại nó khó đến mức độ như thế nào không? A Nan và bạch Thế Tôn, con không biết, xin Đức Thế Tôn là vì con và vì đại chúng mà giảng giải cho rõ, cho mọi người được biết rõ. Đức Phật nói là, này A Nan, Như Lai dùng bằng con mắt tuệ của gì, của Phật á, nhìn thấy con người ở chúng sinh ở thế gian này mất đi mà được thân người trở lại giống như cái gì, giống như đất ở trong nắm tay của Đức Như Lai này. Còn người được thân người mà mất đi, đọa vào trong đường ác thì nhiều như đất ở trong đại địa vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là nếu mà được làm người, nếu mà tu tập đời này mà chưa đủ công đức để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mà được làm người á thì cũng quý hóa không sao cả. Làm người cũng được, nhưng chúng ta phải phát nguyện gì? Làm người đời sau gì? Được gặp Phật pháp, gặp thầy hiền bạn tốt để tu tập, giáo hóa dạy bảo, hướng dẫn cho chúng ta tu tập, và dần dần để đạo tâm chúng ta gì? Ngày một thăng tiến, niềm tin với Tam Bảo Phật pháp ngày một kiên cố, không còn bị thoái chuyển. Thì một ngày nào đó chúng ta gì? Ở ngay tại cõi người mà được giải thoát mà nhập Niết Bàn cũng không sao. Đó, cho nên đừng có sợ cõi người. Bây giờ chúng ta đang làm người đấy, thì chúng ta cứ tu làm sao đó, ngay kiếp này chúng ta phải tu tập làm sao cho nó tốt, thực hành gì Phật pháp làm sao cho gì, cho nó tốt. Tìm những người bạn hiền để mà chơi, tìm những người gì thầy tốt để mà học. Thầy hiền bạn tốt sẽ là gì? Là cái người để nâng đỡ, dìu dắt, chỉ bảo cho chúng ta trên bước đường tu tập đúng chính pháp. Đó. Không có thì lại sợ là gặp thầy tà, bạn ác á, thì chúng ta gì lại lầm đường lạc lối rồi rất là nguy hiểm, mất thân người không biết bao giờ cho được trở lại. Đấy, cho nên ở đây thì thầy khuyên như vậy. Còn cái chuyện nhập tháp thì đây cũng là một việc tốt, nhưng mà cũng đừng có chấp vào cái việc là gì, ỷ lại vào việc nhập tháp. Sau khi bình thường còn sống thì thôi chả tu, đến lúc đấy nhập tháp rồi mới tu, chưa chắc lúc đấy tu được. Bây giờ không tu lúc đấy thì chưa chắc đã tu được. Cho nên cái điều quan trọng đối với người học Phật pháp, quan điểm của thầy cũng vậy, ngay cuộc sống hiện tại này chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện,
phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, không việc thiện gì là chúng ta không làm nếu có thể. Đó. Bất cứ việc thiện gì chúng ta có thể, chúng ta đều cố gắng để mà làm. Không làm được nhiều thì phải làm được ít, mà không làm được ít thì phải khởi tâm thiện lành để mà tùy hỷ những người làm được việc thiện đó. Đó. Tùy hỷ tức là vui mừng, tán dương khen ngợi cái việc làm thiện của người ta đó. Đó, đó gọi là tùy hỷ, nhà Phật gọi là tùy hỷ, công đức tùy hỷ cũng rất lớn. Cho nên đó, các Phật tử chúng ta cố gắng phát được cái tâm đó trong cuộc sống này, thấy những người làm được việc thiện, việc tốt bên cạnh chúng ta nên vui mừng, tán dương khen ngợi họ và mong muốn cho họ gì sớm được thành tựu cái gì, cái việc thiện ấy, để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đấy gọi là gì? Công đức tùy hỷ của chúng ta mà Đức Phật nói cũng rất là lớn.